Kim Thảo và Quang Huy xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Truyền hình Công nhân Công đoàn, số phát sóng ngày 23 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, vậy là thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua gần 2 tháng của giai đoạn bình thường mới. Hầu hết các địa phương cũng đã thích ứng an toàn, linh hoạt, đặc biệt là nhờ công tác tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao nên nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại cơ bản đã được phục hồi, người dân dần lấy lại nhịp sống thường nhật. Kính thưa quý vị, mặc dù trong thời gian gần đây số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, nhưng các cấp ban ngành của thành phố vẫn luôn nỗ lực để vừa kiểm soát dịch, vừa khôi phục kinh tế dựa trên tiêu chí an toàn tới đâu, mở cửa tới đó. Có thể thấy, để công tác khôi phục kinh tế sau đại dịch được thuận lợi thì đội ngũ công nhân, người lao động là vô cùng quan trọng. Vì thế mà các cấp công đoàn của thành phố đã luôn nỗ lực để đảm bảo chăm lo cho công nhân, người lao động, đảm bảo được cuộc sống ổn định, tiếp tục tăng gia sản xuất, góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Và mở đầu chương trình Truyền hình Công nhân Công đoàn kỳ này, xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua một số thông tin nổi bật về hoạt động của các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong tuần qua. Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tổ chức lễ kết nạp 24 đoàn viên và ra mắt ban chấp hành Nghiệp đoàn Giúp Việc Nhà. Nghiệp đoàn Giúp Việc Nhà ra đời với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định cuộc sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động sau đại dịch Covid-19, thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa cho người lao động. Nào giờ thì đối với những cái trường hợp này thì người ta làm tự do, thật ra chưa có một tổ chức nào để quan tâm chăm lo. Thì cái tổ chức khi mình xây dựng cái nghiệp đoàn thì có một cái tổ chức để cho người lao động người ta có nơi sinh hoạt, có nơi để tìm hiểu thêm các cái quy định của pháp luật. Đồng thời đó qua đó thì Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cũng chăm lo thêm cho người lao động để vượt qua khó khăn, nhất là cái đại dịch Covid-19. Rồi tới đây là chăm lo Tết để cho người lao động người ta an tâm để người ta làm việc, để có thu nhập cho bản thân và gia đình. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã trao tặng kinh phí 5 triệu đồng hỗ trợ ban chấp hành nghiệp đoàn để bước đầu hoạt động và trao tặng 24 phần quà chăm lo đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 11 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 11 phần quà, mỗi phần 200.000 đồng. Kính thưa quý vị khán giả, vừa qua Liên đoàn Lao động quận Tân Bình đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với 10 doanh nghiệp và tuyên dương nữ cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Buổi ký kết diễn ra giữa đồng chí Đinh Trần Thanh Tâm với 10 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn, Công ty Vitsan, Công ty Cổ phần Ba Huân, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Visacop, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trương Vui, v.v. với những ưu đãi giảm giá từ 10% đến 30% so với giá niêm yết của các sản phẩm dịch vụ như lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, thời trang. Ngoài việc giảm giá trực tiếp cho đoàn viên công đoàn, các doanh nghiệp còn cam kết hỗ trợ các hoạt động của tổ chức công đoàn, Tết sum vầy, tháng công nhân và các hoạt động chăm lo khác. Chúng tôi quan tâm đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn quận Tân Bình là giảm giá xe trực tiếp. Khi đoàn viên công đoàn tới hệ thống HIT của chúng tôi trải dài 5 quận huyện thì mỗi xe số thì chúng tôi bớt 300 ngàn, ngoài xe ga chúng tôi bớt 600 ngàn. Ngoài ra thay phụ tùng tại cửa hàng khi sửa xe chúng tôi bớt từ 5-10%. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận cũng tuyên dương và tri ân 63 nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đinh Trần Thanh Tâm, Trần Quý ghi nhận những đóng góp, cống hiến thầm lặng của các cán bộ đoàn viên công đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, dấn thân của các tình nguyện viên trong công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, cùng chung tay góp sức vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của quận Tân Bình nói riêng, thành phố nói chung. Thưa quý vị khán giả, trong những mùa dịch qua, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã đồng lòng để chống lại sức công phá của đại dịch Covid-19, đặc biệt là sự hy sinh cao cả, trái tim nhiệt huyết của lực lượng tuyến đầu chống dịch là các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, thầy thuốc. Và để tri ân tất cả những đóng góp ý nghĩa cao cả ấy, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp đã trao tặng những món quà đến các đồng chí nhằm cổ vũ tinh thần của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần Good Day Hospitality, thương hiệu McDonald's Việt Nam, tổ chức trao tặng 3.000 suất ăn là bánh burger hai lớp gà kẹp thịt xông khói sốt vi phô mai kiểu Pháp cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, mỗi suất bánh trị giá 86.000 đồng. Đây là hoạt động nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên và công đoàn viên trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Các mã code sẽ được gửi tặng đến lực lượng tuyến đầu, công đoàn viên và người lao động có thể nhận bánh tại 16 cửa hàng McDonald's ở thành phố Hồ Chí Minh.
Các tổ chức công đoàn và tuyến đầu chống dịch được hỗ trợ suất ăn này gồm Liên đoàn Lao động thành phố và các quận 4, 11, 12 Gò Vấp, Bình Thạnh, Công ty Dịch vụ Công ích, Khách sạn Rạng Đông, Khách sạn Thanh Đa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tổng giá trị hỗ trợ ước tính 300 triệu đồng. Thời gian áp dụng chương trình này từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Trong năm vừa qua, công đoàn khối trường học của quận 12 đã đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào vì nhà giáo và người lao động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị hoạt động hiệu quả, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong giảng dạy công tác. Trong năm học 2021-2022, theo định hướng của ngành giáo dục, công đoàn khối trường học chuyển từ hình thức dạy trực tiếp sang trực tuyến, thực hiện các phong trào thi đua để làm sao vừa dạy vừa học và đảm bảo về an toàn phòng chống dịch. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 12 cũng đã trao cờ thi đua và bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố tặng 14 tập thể, 14 cá nhân, giấy khen Liên đoàn Lao động quận cho 25 tập thể, 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động công đoàn và trao 77 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020-2021 với trị giá 66 triệu đồng cho con đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Con rất là vui bởi vì là con được nhận cái học bổng. Đây là một cái sự khuyến học đối với những cái nỗ lực cho thời gian sắp tới của con, cũng là một cái sự hỗ trợ mà con thấy là mình có thể phát triển và cho bản thân của mình. Thưa quý vị khán giả, ngày 12 tháng 11 năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trao tặng 7 sổ tiết kiệm dài hạn cho 7 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật 51% trở lên, có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời chia sẻ sự mất mát và động viên tinh thần công nhân, người lao động khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đối tượng được nhận sổ tiết kiệm dài hạn là những đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, chưa được tổ chức chính trị xã hội chăm lo, cũng như chưa được hưởng các chế độ chính sách khác tại địa phương, ngoài chế độ trợ cấp tai nạn lao động theo quy định. Mỗi công nhân nhận được sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm và thời hạn mở sổ là 5 năm. Bên cạnh đó, mỗi năm, tổ chức tài chính VimoSep sẽ hỗ trợ thêm mỗi người 1 triệu đồng để thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, thời gian hỗ trợ là 5 năm. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các công nhân lao động, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn dành cho những người không may bị tai nạn lao động. Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các anh chị công nhân bị tai nạn lao động tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm việc, đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị. Kính thưa quý vị, cũng trong ngày 12 tháng 11 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận 6 đã tổ chức chung kết hội thi Tôi, người cán bộ tuyên giáo công đoàn quận 6 năm 2021. Và nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đây cũng là cơ hội để các thí sinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tự tin thể hiện sở trường tài năng của bản thân. Tại vòng sơ khảo, 54 thí sinh là cán bộ tuyên giáo công đoàn cơ sở tham gia thi trắc nghiệm trả lời 20 câu hỏi và phần thi trí tuệ sáng tạo nói về tổ chức công đoàn, dự thi trực tiếp tương tác trên fanpage Zalo của Liên đoàn Lao động quận. 15 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào vòng chung kết với phần thi viết bài tự luận trực tiếp 90 phút. Các thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên chọn một trong các nội dung: vai trò của người cán bộ tuyên giáo công đoàn trong giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; hiến kế mô hình và giải pháp mới trong tổ chức hoạt động công tác tuyên giáo công đoàn; hoạt động công tác tuyên giáo Liên đoàn Lao động quận 6 trong thời gian vừa qua. Tôi cảm thấy cái chương trình ngày hôm nay là một cái chương trình hội thi rất là mới, sáng tạo và có ý nghĩa, để qua đó tôi về có thể thực hiện áp dụng, vận dụng, tuyên truyền, giáo dục, tuyên giáo tất cả các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị luôn thực hiện theo chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và thực hiện tốt các điều lệ của đoàn viên. Kết quả hội thi, Liên đoàn Lao động quận 6 đã khen thưởng 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cán bộ tuyên giáo công đoàn cơ sở. Hội thi mang đến hình ảnh năng động của người cán bộ làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, giàu tình thương, đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện cho người lao động bị mất việc làm, người lao động có việc làm nhưng không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian vừa qua, có cơ hội được tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, từ đó lựa chọn cho mình một công việc mới phù hợp với trình độ, khả năng hiện có.
Sáng ngày 14 tháng 11, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương binh và Xã hội, Quận đoàn và Hội doanh nghiệp quận tổ chức ngày hội cơ hội nghề nghiệp việc làm tuyển dụng người lao động bị mất việc do dịch bệnh COVID-19 năm 2021. Tại ngày hội, hàng ngàn lao động đã tham gia tìm hiểu cơ hội việc làm tại 12 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến, đồng thời tiếp cận với các cơ hội việc làm thông qua hệ thống văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, người lao động còn được các luật sư hỗ trợ tư vấn pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách về lao động việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Qua cái hoạt động này để kết nối cung cầu lao động, giúp cho người lao động có thể tìm được việc làm trong cái giai đoạn khó khăn này. Rất mong các anh chị em người lao động mình cố gắng tìm kiếm được việc làm để chúng ta có thể có một cái việc làm ổn định, hưởng những cái chính sách như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như là chính sách công đoàn nếu như là đoàn viên công đoàn, thì qua đó sẽ giúp cho cái cuộc sống chúng ta không gặp khó khăn và sẽ luôn được bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Và với chương trình ý nghĩa này thì rất mong sẽ có sự lan tỏa trên địa bàn các quận huyện và thành phố Thủ Đức để giúp cho người lao động có thể có việc làm ổn định. Trao đổi với các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng rất là ủng hộ về vấn đề mà của tổ chức công đoàn đặt ra để mà cho có cái nơi để mà người doanh nghiệp tiếp cận lực lượng lao động mà bị mất việc và lao động chưa có việc làm để có nguồn nhân lực bổ sung cho doanh nghiệp. Cái danh sách và địa chỉ cũng có cụ thể rõ ràng, thành ra chính cái này là cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho người lao động tiếp cận được. Dịp này, Liên đoàn Lao động Gò Vấp đã tặng hoa cho các doanh nghiệp để tri ân vì các doanh nghiệp đã nhiệt tình tham gia, góp phần quan trọng cho thành công của ngày hội. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Quý khán giả thân mến, sáng ngày 17 tháng 11 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận 1 đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn năm 2016-2021, đồng thời tuyên dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu trao giải hội thi trực tuyến kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Như Cát Tường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1 đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị, đánh giá việc thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 trong hệ thống công đoàn quận 1 và đưa ra phương hướng để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 trong thời gian tới đạt hiệu quả, thiết thực hơn nữa. Và cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động quận 1 đã biểu dương 52 tập thể, 63 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và 53 gương người tốt việc tốt năm 2021, tuyên dương 62 gia đình tiêu biểu, trao 67 giải hội thi trực tuyến kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2021 với chủ đề Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 và tuyên dương gương đóa hồng tình nguyện năm 2021, đồng thời tuyên truyền về luật lao động tới công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận đã sơ kết các nội dung phong trào thi đua sau 3 tháng phát động như mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động là một chiến sĩ, mỗi đoàn viên công đoàn là một tình nguyện viên, mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên. Các công đoàn cơ sở đã chủ động triển khai với cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều giải pháp huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn vì dịch bệnh và lực lượng tuyến đầu chống dịch như chương trình siêu thị không đồng, kết nối yêu thương, đồng hành, chia sẻ vượt khó, chung tay vì cộng đồng. Hội nghị cũng đã tuyên dương 36 tập thể có thành tích xuất sắc, 127 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 và 40 gương đóa hồng tình nguyện, nỗ lực tích cực tham gia công tác tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021. Trong cái giai đoạn dịch hiện nay đó thì còn diễn biến cũng rất phức tạp, do đó là chúng tôi cũng mong muốn là nhân rộng các cái gương tập thể cũng như là cá nhân có thành tích tốt trong cái đợt thi đua này. Thì đối với những cái đóa hồng tình nguyện á, thì là những cái nữ công nhân viên chức lao động, là trong cái thời gian mà
thành phố phòng chống dịch Covid-19 thì những nữ lao động này cũng tham gia tích cực cùng với địa phương cũng như là với tổ chức công đoàn trong cái việc mà thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như là các cái giải pháp trong cái việc mà tuyên truyền vận động cũng như là tham gia các cái việc mà tình nguyện tại địa phương. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật cho khoảng 100 đoàn viên công đoàn, người lao động tới tham dự, phổ biến, tuyên truyền những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019, giúp người lao động nắm rõ được quyền lợi của chính mình. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình truyền hình công nhân công đoàn kỳ này cũng đã hết. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình công nhân công đoàn số phát sóng vào lúc 7:40 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9.